Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đà Nẵng chuẩn bị tốt cho công tác hiệp thương bầu cử. Lễ dỗ tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ. Gia Lai tiếp tục phòng dịch Covid-19 tại cộng đồng. Hậu Giang, bệnh tay chân miệng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp thứ 3 đánh giá tình hình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ủy ban bầu cử, nhìn chung đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại Đà Nẵng đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã triển khai hoàn thành các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của các cử tri đối với 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 105 người ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố, 671 người ứng cử Hội đồng Nhân dân các xã và huyện Hòa Vang. Thời gian tới, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ tập trung triển khai, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng Nhân dân, tiếp tục triển khai tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và phòng dịch, chuẩn bị hiệp thương lần thứ 3. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2021. Chủ đề năm nay được phát động là tăng cường đánh giá kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên. Qua các báo cáo tổng hợp phân tích, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn lao động xảy ra là do người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, vệ sinh lao động. 10 địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đồng Nai và Đồng Tháp. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện. Theo đó, khách hàng có nhu cầu có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió mà không cần qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bộ Công Thương dự kiến thí điểm cơ chế này trong giai đoạn năm 2021-2023 với tổng công suất khoảng 1.000 MW. Sau thí điểm, đơn vị này sẽ hoàn thiện nội dung trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng rộng rãi theo Bộ Công Thương. Các đơn vị phát điện muốn tham gia thí điểm cơ chế này, dự án điện gió mặt trời phải có trong quy hoạch công suất lắp điện trên 30 MW, đồng thời phải cam kết thời gian vận hành thương mại tham gia thị trường điện trong vòng 9 tháng từ khi được công bố lựa chọn. Bất chấp đại dịch Covid-19 và các hạn chế về di chuyển, mô hình Trung Quốc cộng một ngày một hấp dẫn các nhà sản xuất. Bất động sản công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng cả về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy. Dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy, trong năm 2020 tại khu vực phía Nam, tỷ lệ lấp đầy đạt trung bình trên 80%, đặc biệt có khu vực lên tới trên 90% như Đồng Nai, Bình Dương. Con số này thấp hơn tại khu vực phía Bắc, song hầu hết đều trên 70%, đặc biệt ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi tăng đột biến, khiến giá thuê ở các khu công nghiệp gần các thành phố lớn cũng leo thang. Thời gian tới, để gia tăng nguồn cung bất động sản công nghiệp, Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố kế hoạch phê duyệt cho 561 dự án khu công nghiệp sắp tới với diện tích trên 201.000 ha. Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn giá rẻ được ngân hàng ưa chuộng. Trước đây, các ngân hàng quốc doanh với tệp khách hàng lớn sẽ chiếm ưu thế trong việc hút tiền gửi không kỳ hạn. Thế nhưng, theo công bố mới đây, trong top 5 ngân hàng dẫn đầu về thu hút tiền gửi không kỳ hạn, chỉ có duy nhất một ngân hàng quốc doanh. Điều này cho thấy khối ngân hàng cổ phần đang vượt lên trên đường đua này. Đây là top 5 ngân hàng đứng đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi của khách hàng. Chỉ có duy nhất bóng dáng một ngân hàng quốc doanh. Ngân hàng này có hơn 46% vốn huy động được đến từ tiền gửi không kỳ hạn. Các cái số lượng giao dịch chúng tôi tăng trưởng hơn 100%. Nhu cầu rất là đơn giản như chuyển khoản, thanh toán các tiện ích hay là các cái giải pháp liên quan đến sự phê duyệt trước thẻ tín dụng cho khách hàng hay là khách hàng có thể quản lý tài chính, các cái giải pháp về tư vấn đầu tư và thực hiện giao dịch trên nền tảng số. Sự đầu tư công nghệ mạnh mẽ ở khối ngân hàng cổ phần cùng các động thái miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng số chính là nguyên nhân tiền gửi không kỳ hạn tăng trưởng vượt trội.
Cái việc tăng trưởng CASA thì chúng tôi cũng là một trong những nhiệm vụ chúng tôi phải thực hiện để mà giảm được cái chi phí đầu vào và từ đó thì giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ cho nền kinh tế. Thì song song với cái việc mà phát triển để tăng trưởng được CASA thì ngoài những các áp dụng những cái chính sách phù hợp thì cái hệ thống công nghệ thông tin thì cái nền tảng công nghệ thông tin cũng là một yếu tố rất quan trọng. Việc các ngân hàng đang tăng tốc, đẩy mạnh nền tảng công nghệ thanh toán cũng như miễn giảm phí giao dịch cho khách hàng nhằm mục tiêu cải thiện tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn đã tạo nên xu hướng mới cho ngành ngân hàng Việt Nam. Người gửi tiền có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, nhất là nhu cầu thanh toán hiện nay nó tương đối sôi động. Phải đẩy mạnh phát triển dịch vụ nhiều hơn trong thời gian vừa qua và kể cả sắp tới. Ví dụ dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng số. Đại dịch COVID-19 tạo cú hích thay đổi phương thức giao dịch truyền thống sang trực tuyến. Lợi thế và ưu thế trong cuộc đua hút tiền gửi không kỳ hạn đã nghiêng về những thành viên tiên phong dẫn dắt trên lộ trình chuyển đổi số. Và quan trọng hơn cả là chuyển đổi đúng hướng để mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Những năm gần đây, một số hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Văn Lâm không ngừng đẩy mạnh hiệu quả liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản cũng như thu nhập cho các thành viên. Điển hình như hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp Hoa Thiên Phú, xã Tân Quang chuyên sản xuất kinh doanh các loại dược liệu như tinh bột nghệ, cúc hoa, hoài sâm. Hợp tác xã phân công rõ ràng hộ trồng dược liệu, hộ phụ trách chế biến, hộ kinh doanh bao tiêu, tất cả được liên kết chặt chẽ theo chuỗi, giúp việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rất thuận lợi. Hay hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn siêu Việt tại xã Lạc Đạo được thành lập từ năm 2016 với số lượng hơn 20 thành viên, đã hình thành chuỗi sản xuất sơ chế tiêu thụ sản phẩm. Mỗi năm, sản lượng xuất bán trên 300 tấn thịt lợn, giò chả, xúc xích. Nếu mà không phải vào thành viên hợp tác xã thì cái giá cả nó bấp bênh hơn. Khi mà vào hợp tác xã thì mọi cái là nó được thuận lợi hơn ở chỗ là ví dụ như giá cả nó ổn định hơn khi mà mình ký hợp đồng hợp tác với nhau. Thành viên được hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật cùng nhau sản xuất, chế biến. Hiện nay huyện Văn Lâm có trên 20 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ giúp các hợp tác xã khắc phục được tình trạng mạnh ai nấy làm, sản xuất mang tính tự phát, manh mún nhỏ lẻ, cùng nhau xây dựng thương hiệu, đón đầu và mở rộng thị trường. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, mô hình liên kết sản xuất trồng nấm hương tại huyện Lạc Dương đã thu được kết quả tốt, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Huyện Lạc Dương hiện có 22 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư 33 trại nấm hương tham gia liên kết sản xuất với một công ty bao tiêu sản phẩm trên địa bàn. Một trại nấm có diện tích 100m², đầu tư ban đầu khoảng 90 triệu đồng, được công ty hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cung cấp nguồn, mua giống và bao tiêu sản phẩm với giá 70.000 đồng trên 1kg nấm. Bình quân mỗi tháng cho thu khoảng 400kg nấm, trừ chi phí còn thu về từ 10 đến 15 triệu đồng. Mô hình liên kết sản xuất nấm hương trên địa bàn phù hợp với trình độ canh tác của người dân, giúp nhiều gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống. Năm 2021, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương tiếp tục mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng nấm, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác để giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện Lạc Dương có khoảng 200 trại nấm giúp nông dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp thời gian qua, lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 sẽ chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Giỗ tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày 17 tháng 4 và 21 tháng 4, tức ngày mùng 6 và mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu tại khu di tích lịch sử đền Hùng, bao gồm các phần lễ chính. Như vậy đây là năm thứ 2 lễ giỗ tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô, an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Thông điệp của lễ hội lần này là người Hà Nội đi du lịch Hà Nội, khuyến khích người dân đi du lịch đến các điểm đến hấp dẫn của Hà Nội như phố cổ Hà Nội, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đông Anh.
Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa chốt thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hà Nội là trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 6 năm 2021. Như vậy là sau thời điểm thi ở Thành phố Hồ Chí Minh một tuần, các môn thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử. Học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi là một trong 5 môn ngoại ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Hàn. Lần đầu tiên, bộ sách quốc tế đình đám National Geographic ra mắt bản tiếng Việt tại Việt Nam. Bên cạnh đó là một loạt các bộ sách thiếu nhi hấp dẫn khác với nhiều mảng nội dung. Bộ sách chuyển ngữ từ tiếng Anh sẽ có các tập theo từng chủ đề như nói lời hay, ứng xử đẹp, yêu thương và làm điều hay, yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh. Mỗi chủ đề như vậy có nhiều quyển khác nhau, các câu chuyện giản dị xuất phát từ những việc gần gũi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể gặp hàng ngày như làm bài điểm kém không dám nói cho cha mẹ biết, đi chơi không xin phép người lớn. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là địa phương từng có 27 ca dương tính với COVID-19. Sau gần 2 tháng công bố hết dịch, tính đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm trường hợp ca nhiễm trong cộng đồng. Địa phương này đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không chủ quan với dịch bệnh. Bệnh viện tỉnh Gia Lai là nơi tiếp nhận hàng nghìn lượt khám chữa bệnh mỗi ngày. Sau khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng xuống, công tác khai báo y tế, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, ý thức tuân thủ chấp hành phòng chống dịch bệnh của người dân ngày càng được nâng cao. Để tự bảo vệ bản thân trong dịch COVID thì chúng tôi phải đeo khẩu trang vào các nơi công cộng, các nơi đông người. Việc làm này là không tự bảo vệ mình mà là bảo vệ cộng đồng. Bên cạnh đó, đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai cơ bản đã hoàn thành việc tiêm chủng 1.900 liều vaccine cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và các địa phương có dịch do Bộ Y tế phân bổ đợt 1. Song song với vấn đề tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thì chúng tôi vẫn đang áp dụng biện pháp 5K của Bộ Y tế, vừa thực hiện 5K vừa thực hiện tiêm chủng cho nhân viên y tế để phòng ngừa COVID-19. Chúng tôi vẫn tổ chức phân luồng sàng lọc tại các khoa cấp cứu. Các bệnh nhân mà các có yếu tố nguy cơ chúng tôi sẽ tiến hành cách ly tại khu cách ly. Sau khi mà xảy ra cái dịch trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi đang có điều chỉnh một chút về kế hoạch 5 cấp độ này. Đặc biệt trong thời gian tới cái việc bầu cử thì chúng tôi đã có cái dự thảo kế hoạch là các cái phương pháp giải quyết cái việc này, các cái điểm bầu cử giải quyết như thế nào, các cái điểm cách ly tập trung lấy phiếu như thế nào, và đặc biệt cái khó nhất của chúng tôi bây giờ là giải quyết cái phiếu đối với những cái khu mà có cử tri đang phải thực hiện các cái nhiệm vụ cách ly phòng chống. Nhằm đảm bảo công tác chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, ngành y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban ngành địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt không lơ là chủ quan, chủ động thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế khi đến nơi công cộng, nhất là trong dịp bầu cử sắp tới, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Cùng với phòng dịch COVID-19, tại tỉnh Hậu Giang, tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Ngành chức năng tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp, nhất là tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh này. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang ghi nhận hơn 220 ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Tại các điểm trường, ngoài việc kiểm soát trẻ mắc bệnh khi tiếp nhận trẻ đến lớp, giáo viên còn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng dịch để bảo vệ sức khỏe con mình tại gia đình. Đối với mỗi ca bệnh, ngành y tế địa phương tổ chức đoàn đến hướng dẫn xử lý vệ sinh môi trường trong bán kính 200m, cấp clolamin B cho các gia đình có trẻ dưới 5 tuổi và hướng dẫn lau chùi nhà cửa bằng clolamin B và đồ chơi của trẻ, đảm bảo tránh lây lan cho những trẻ khác. Trước sự phát triển rất nhanh và nóng của đô thị Hà Nội đã để lại một hệ lụy, hậu quả là công trình xây dựng phá vỡ quy hoạch mà nhiều năm thành phố phải dành nhiều tâm sức, nguồn lực và kinh phí để giải quyết. Nhiều năm liên tiếp, thành phố Hà Nội chọn chủ đề năm trật tự văn minh đô thị để hành động. Những năm trước đây, trật tự xây dựng ở Hà Nội luôn là vấn đề nhức nhối, nóng bỏng và bức thiết do có nhiều bất cập trong quản lý cũng như thiếu quy hoạch đồng bộ
dẫn tới việc vi phạm trật tự xây dựng khó ngăn chặn. Mặc dù đã nhiều hộ gia đình bị xử phạt tháo dỡ công trình, hàng loạt cán bộ các cấp bị xử lý kỷ luật hình sự vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, nhưng việc phòng chống vẫn hết sức khó khăn. Hôm nay trong một trong cái khó khăn vướng mắc nhất về trong cái công tác quản lý và xử lý vi phạm đó là cái thẩm quyền của về tài sản, cái giá trị tài sản trên 5 triệu đấy, thì là thuộc thẩm quyền của ủy ban quận. Nếu mà quy trình mà như vậy thì rất nhiều hồ sơ xử lý vi phạm là phải chuyển lên hồ sơ lên quận, nó dẫn đến là cái quá trình về xử lý vi phạm nó kéo dài ra, và như vậy thì cả một cái quá trình về xử lý sau này là các đối tượng đã sử dụng nhà, đưa nhà vào sử dụng, đưa công trình vào sử dụng, đưa đồ vào và có hoạt động sinh sống ở, thì dẫn đến là cái hoạt động về cái tổ chức cưỡng chế và xử lý vi phạm nó gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2016 đến 2020, các đội thanh tra xây dựng đã kiểm tra 95.502 công trình, qua đó phát hiện lập hồ sơ xử lý 6.457 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 6,76%. Tuy nhiên, vì mức xử phạt thấp, chế tài chưa đủ mạnh cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều vi phạm. Vì vậy, Sở Xây dựng đã xây dựng xong báo cáo để thời gian tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp trong năm nay để kịp thời ra nghị quyết mới về tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại 12 quận nội thành. Tới đây, trong công tác thanh tra đối với các phường, rồi đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến trách nhiệm quản lý về trật tự xây dựng, thì chúng tôi cũng có đề xuất kiến nghị đối với tập thể cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là vấn đề những tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nổi cộm xảy ra trên địa bàn thì có phải có biện pháp xử lý. Theo đánh giá chung của thành phố Hà Nội, những năm gần đây nhờ đẩy mạnh nhiều giải pháp, biện pháp tích cực, đặc biệt là tuyên truyền trong nhân dân, thì số trường hợp vi phạm và quy mô phần vi phạm, tỷ lệ công trình có vi phạm giảm rõ rệt. Các vụ phức tạp nổi cộm gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân được hạn chế. Các vi phạm tồn đọng đã được rà soát, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm để xử lý. Ở quận Tây Hồ chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Thì các biện pháp mà chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, thứ nhất là chúng tôi niêm yết công khai về hệ thống các văn bản, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực trật tự xây dựng tại các bảng tin của ủy ban phường. Thứ hai là chúng tôi ban hành hệ thống các tờ rơi hướng dẫn các cái trình tự thủ tục đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng để người dân nắm được các trình tự thủ tục trong lĩnh vực cấp phép, trong lĩnh vực quản lý và xử lý các vi phạm. Thứ ba là chúng tôi thường xuyên cho phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của ủy ban phường để toàn bộ công dân biết được, hiểu và thực hiện theo đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng. Bên cạnh sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì giải pháp cần, quan trọng và bền vững nhất là nhờ vào tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các chủ trương và thực hiện. Vì vậy, thành phố Hà Nội luôn chú trọng và kêu gọi các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với đó là sự đồng lòng của người dân trong công tác phòng chống vi phạm trật tự xây dựng đầy khó khăn này. Cục Cảnh sát Giao thông vừa có kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động bố trí tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung tại những cung đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các khung giờ cao điểm và các điểm đen. Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu cảnh sát giao thông địa phương phối hợp với các đơn vị công an kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm như cướp, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trên đường thủy, đường sắt và đường bộ. Cùng với đó, việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép đi trên các tuyến phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nhất là phương tiện vận chuyển khách đường tài phải được kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.